Thưa quý vị, để phát triển du lịch, một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, Đà Nẵng đã xây dựng đề án định hướng phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng bám sát chủ trương tại Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cũng như quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc triển khai đề án trong thực tiễn đã và đang góp phần đưa du lịch Đà Nẵng bật tăng trở lại hậu Covid-19. Với những bước đi chiến lược, du lịch Đà Nẵng đã có sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch. Không chỉ tăng trưởng về doanh thu, lượng khách, mà thương hiệu du lịch Đà Nẵng tiếp tục được khẳng định trên bản đồ du lịch thế giới với hàng loạt giải thưởng uy tín. Theo đề án định hướng phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu tổng quát là đến năm 2030, Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch và dịch vụ chất lượng cao, điểm đến sáng tạo của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Tầm nhìn đến năm 2045, Đà Nẵng trở thành điểm đến du lịch hàng đầu châu Á, là một trong những trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển sinh thái cao cấp, sáng tạo và tổ chức hội nghị sự kiện lễ hội mang tầm quốc tế. Thành phố đang tiếp tục hoàn thiện nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, cũng như tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch mới hướng đến chuẩn chất lượng cao. Đà Nẵng được định hướng trở thành một trung tâm du lịch dịch vụ chất lượng cao, là điểm đến sáng tạo của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á đến năm 2030. Và trước mắt thì sở lịch đề ra các cái giải pháp tập trung đảm bảo về chất lượng dịch vụ theo cái chuẩn chất lượng cao và quan tâm đến cái việc triển khai các đề án tạo ra các sản phẩm mới cũng như là nâng cấp các sản phẩm hiện có theo chuẩn chất lượng cao. Để đạt được các mục tiêu đề ra trong đề án định hướng phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hiện thành phố đang tập trung thực hiện 11 nhóm giải pháp. Trong đó trọng tâm là tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch, hình thành văn hóa du lịch, xây dựng cơ chế chính sách để phát triển du lịch, nhóm giải pháp về quy hoạch và đầu tư phát triển du lịch, sản phẩm du lịch. Tôi đề nghị là ban cán sự đảng rồi các sở ngành phải có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ và thúc đẩy để đảm bảo cái chất lượng cho các cái hoạt động dịch vụ để người dân, du khách đến với thành phố của chúng ta. Nó phải đảm bảo được các cái yêu cầu và họ cảm thấy rằng là người ta mong muốn được trở lại thành phố. Hiện thành phố Đà Nẵng đang đẩy mạnh phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bản sắc độc đáo, đổi mới sáng tạo, gắn kết chặt chẽ với quá trình chuyển đổi số, đáp ứng thị hiếu đa dạng của thị trường. Về dài hạn, việc triển khai hiệu quả các đề án du lịch cũng như cơ cấu lại ngành du lịch phù hợp với yêu cầu thực tiễn là bài toán mà Đà Nẵng sẽ tập trung để góp phần đưa du lịch phát triển xứng tầm theo Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị.